Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với đường 2 chiều Ngày hôm nay thì Peugeot Việt Nam đã cho ra mắt chiếc xe Peugeot 408 Một chiếc xe có thể nói là có thiết kế cực kỳ là ấn tượng Và theo như mình đánh giá thì có lẽ đây là một trong những chiếc xe có thiết kế ấn tượng nhất ra mắt tại thị trường Việt Nam vào trong năm 2023. Rất là tiếc ngày hôm nay thì mình đã không có cơ hội để trực tiếp vào tham gia sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì mình vẫn có quay phim để quay lại những hình ảnh ngày hôm nay và mình sẽ chia sẻ lại với các bạn một số những cái điểm mà cá nhân mình được cho là ấn tượng nhất với chiếc Peugeot 408. Ở ừ, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về ngoại hình, chắc chắn đây sẽ là một trong những điểm mạnh rất lớn của Peugeot 408 so với những chiếc xe khác tại thị trường Việt Nam. Bởi đây là chiếc xe có thiết kế có thể nói là cực kỳ ấn tượng với một cái form thiết kế có thể nói là lai một chút giữa một chiếc wagon và một chiếc crossover coupe. Và chiếc xe này sẽ được sử dụng một nền tảng mới có tên là MP2. Tuy nhiên đây là thế hệ thứ 3, tức là nó là một cái thế hệ nâng cấp so với cả nền tảng của chiếc 3008 hay là 5008 đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam nhiều năm trước đây rồi. Và với cái nền tảng này thì chiếc Peugeot 408 sẽ được sử dụng chung với nhiều những cái chiếc xe khác tại thị trường châu Âu, ví dụ như là Citroen C5X, DS4 hay là chiếc Opel Astra. Và bên cạnh đó thì động cơ cũng là một trong những chi tiết có thể nói là gây ra khá nhiều sự bất ngờ khi mà chiếc Peugeot 408 sẽ được trang bị khối động cơ 1.6 tăng áp nhưng công suất đầu ra sẽ là khoảng 218 mã lực tức là mạnh hơn rất nhiều so với khối động cơ 1.6 tăng áp chúng ta đã thấy ở trên những chiếc Peugeot 3008 hay là 5008. Và khối động cơ này thì nó sẽ có mô men xoắn cực đại là 300Nm và vẫn sẽ đi cùng với một hộp số tự động. 8 cấp hộp số AT8. Trước khi chiếc xe này ra mắt thì cá nhân mình cũng đã phán đoán rằng chiếc Peugeot 408 sẽ sử dụng khối động cơ xăng uh, truyền thống 1.2 tăng áp và ngoài ra thì họ sẽ cho ra mắt một phiên bản là plug-in hybrid uh, với khối động cơ 1.6 tăng áp. Tuy nhiên thì lần này Peugeot Việt Nam đã đưa ra một khối động cơ xăng truyền thống với động cơ tăng áp và một cái mức công suất là hơn 200 mã lực thì chắc chắn đây là một trong những cái chiếc xe sẽ có một cái hiệu năng có thể nói là tương đối tốt nếu như mà so với các đối thủ khác ở trong phân khúc Và rất là tiếc thì ngày hôm nay đường hai chiều đã không thể tham dự cái buổi trải nghiệm lái thử Nhưng chắc chắn là thời gian tới thì bọn mình sẽ cố gắng tìm hỏi mượn một chiếc xe Để có thể đưa ra những cái đánh giá Vì câu chuyện về cảm giác lái nó sẽ không chỉ dừng lại ở động cơ Và nó sẽ còn rất nhiều những cái yếu tố khác Nói về mặt trang bị thì Peugeot 408 cũng đã có rất nhiều những nâng cấp so với cả những chiếc xe khác cùng hãng mà đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam trước đây. Điển hình có thể nói đến những trang bị an toàn chủ động với hai phiên bản cao cấp hơn là phiên bản Premium và phiên bản GT thì Peugeot 408 được trang bị hệ thống an toàn chủ động. Chúng ta có bao gồm tự động phanh khẩn cấp, tự động giữ làn đường và định tâm làn đường cùng với đó là hệ thống Adaptive Cruise Control kiểm soát hành trình thích ứng và ở trên phiên bản GT, phiên bản cao cấp nhất thì cũng sẽ có nhiều những cái trang bị có thể nói là tương đối sang chảnh so với cả hai phiên bản còn lại. Ví dụ như phần mâm với kích thước lớn là 20 inch hay là ở bên trong nội thất chúng ta sẽ có hai phần màn hình cảm ứng thay vì một như ở trên phiên bản AL và phiên bản Premium. Mặc dù chưa được công bố giá nhưng mình có thể phán đoán phiên bản GT của chiếc Peugeot 408 sẽ có mức giá chênh lệch tương đối so với cả hai phiên bản còn lại. Bởi vì bên cạnh những cái trang bị về an toàn hay là những cái trang bị liên quan đến thiết kế Thì phiên bản GT cũng sẽ được uh, trang bị thêm những cái option xịn sò hơn rất nhiều Ví dụ như ở trên phiên bản cao cấp nhất chúng ta sẽ có 10 loa Hi-Fi của Foco Một cái trang bị tương đối là quen thuộc ở trên những dòng xe Peugeot Hay ngoài ra chúng ta sẽ có camera 360 độ này Rồi cốp điện và có cửa sổ trời toàn cảnh Bên cạnh đó thì thay vì sử dụng cần số điện tử như những chiếc 3008 và 5008 chúng ta đã thấy quen thuộc trước đây thì ở trên Peugeot 408, chiếc xe sẽ sử dụng một lẫy gạt chuyển số. Chi tiết này sẽ là một chi tiết chúng ta cảm thấy không phải quá mới mẻ tại thị trường Việt Nam bởi vì những chiếc BMW 3 series G20 phiên bản facelift LCI thì cũng đã chuyển qua sử dụng hệ thống cần số kiểu dạng gẩy như thế này rồi là một chiếc xe có vẻ ngoài cũng như là nội thất và trang bị có thể thấy là cực kỳ cao cấp tuy nhiên thì vẫn sẽ có một số chi tiết chúng ta nhận thấy nó vẫn mang một cái gì đấy rất là Peugeot bởi vì sử dụng chung nền tảng MP2 giống như là những chiếc xe 3008 hay là 5008 thì ở trên cái thế hệ thứ ba của nền tảng mới Peugeot 408 vẫn sử dụng hệ thống treo tương đối là quen thuộc so với người Việt Nam chúng ta rồi hệ thống treo đằng trước là treo Macpherson và đằng sau vẫn sẽ sử dụng thanh rằm xoắn đây là một chi tiết mà mình thấy nhiều người cũng đã bàn tán bởi vì nhiều người sẽ mong chờ ở phân khúc này và chắc chắn là mức giá tiền không hề rẻ thì chúng ta nên có một cái hệ thống treo sau là hệ thống treo độc lập đa điểm thay vì là hệ thống treo xanh dầm xoắn tuy nhiên thì với những cái chiếc xe mà sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước đặc biệt là với những chiếc xe có cái phong cách nó hơi thể thao một chút nhưng cái mức công suất không quá lớn thì hệ thống treo sau là thanh dầm xoắn nó sẽ góp phần giúp cho chiếc xe ổn định và giảm được cái độ nghiêng lắc ngang khi mà vận hành chiếc xe và đó là những gì mình muốn chia sẻ nhanh với các bạn về chiếc Peugeot 408 được ra mắt tại thị trường Việt Nam ngày hôm nay để tóm lại thì thực sự đây là một chiếc xe rất đẹp một chiếc crossover mang thiên hướng dáng kiểu QP và chưa thực sự có một đối thủ trực tiếp ở trong phân khúc tại thị trường Việt Nam bây giờ và hiện tại thì Thaco họ chưa công bố giá Vậy thì các bạn nghĩ rằng mức giá dành cho một cái chiếc xe vừa đẹp, động cơ mạnh và rất nhiều trang bị như thế này thì bao nhiêu sẽ là phù hợp? À, các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên like, share cũng như là subscribe đường hai chiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau và mong rằng sớm nhất sẽ là một video trải nghiệm, đánh giá chi tiết về chiếc Peugeot 408. Tạm biệt.